Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Matthew chương 15 từ câu 32 đến câu 39. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc bánh và một ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Khi mô tả về thời cánh chung, thời thiên sai, thời của đấng Messia, ngôn sứ Isaiah nghĩ đến một bữa tiệc lớn cho muôn dân tộc do Đức Chúa của Israel khoản đãi trên núi thánh. Không phải chỉ đãi thịt béo rượu ngon, Đức Giêsu còn lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Khổ đau không còn nữa, chỉ còn tiếng reo vui. Nơi Đức Giêsu, lời của ngôn sứ Isaiah đã được ứng nghiệm. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lên một ngọn núi thuộc miền thập tỉnh của dân ngoại. Dân chúng kéo đến cùng với những người bệnh hoạn tật nguyền. Trên ngọn núi ấy, Ngài đã đem đến niềm vui cho bao người. Kẻ câm được nói, kẻ què được đi, người mù sáng mắt. Đức Giêsu không giảng về một nước trời xa xôi. Ngài cho thấy một nước trời gần gũi khi thân xác được lành mạnh. Kitô giáo không duy tâm, duy linh hay duy vật. Đức Giêsu quan tâm đến trọn cả con người với xác và hồn. Chính vì thế, Ngài vừa rao giảng vừa chữa bệnh. Ngài biết chạnh lòng thương đám đông vì họ đã ở lại với Ngài từ 3 ngày qua mà không có gì ăn. Ngài hiểu thế nào là cái đói và hậu quả của nó, nên Ngài không muốn để họ đi về mà bụng lại rỗng không. Sợ rằng họ bị xỉu dọc đường, Đức Giêsu đã nghĩ đến việc cho họ ăn như một nhu cầu cấp thiết.
chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Trước vấn đề lương thực cho một đám đông ở nơi hoang vắng, các môn đệ thấy mình bất lực và bế tắc. 7 cái bánh và ít cá nhỏ, đó là tất cả những gì họ có. Để nuôi đám đông, các môn đệ phải cộng tác với Đức Giê-xu, trao cho Ngài tất cả những gì mình có, để rồi nhận lại tất cả từ Ngài và đem chia sẻ cho đám đông. Bữa ăn ở nơi vắng này không phải là một đại tiệc với rượu thịt, nhưng rõ ràng là rất cần thiết, đem lại no đủ và thậm chí dư thừa. Thế giới hôm nay có hơn 1 tỷ người đói, đa số ở Á Châu. Những bữa ăn đầy đủ vẫn là nỗi khát khao ám ảnh nhiều người. Đói chẳng những làm ngất xỉu hay dẫn đến cái chết, nhưng còn làm người ta mất nhân cách, sống không ra người. Bận tâm của Đức Giê-xu về cái đói cũng là mối bận tâm của giáo hội. Phép lạ hóa bánh ra nhiều của Đức Giê-xu phải được nhân lên khắp nơi, để không còn ai phải đói trên thế giới. Bữa tiệc cánh chung, nơi muôn người từ đông sang tây đến dự, phải được chuẩn bị từ những bữa ăn cho kẻ nghèo hôm nay. Sống mùa vọng là lưu tâm đến bao người thiếu ăn ở quanh ta, và dù chỉ có mấy cái bánh, ta vẫn tin có thể bẻ ra để nuôi được họ. Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẫn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác, có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội.
lạy cha chí nhân, vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho nó sự chênh lệch, thiếu hụt, vì cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen. Ngày 6 tháng 12, Thánh Nicola Myra, năm 250 đến năm 326. Việc thiếu những dữ kiện xác thực của lịch sử không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của các thánh. Như trong trường hợp của Thánh Nicola cho thấy, cả hai giáo hội Đông Phương và Tây Phương đều vinh danh Ngài. Có thể nói, sau Đức Mẹ, Ngài là vị thánh thường được các nghệ sĩ Kitô giáo mô tả. Tuy nhiên, về phương diện lịch sử, chúng ta chỉ biết một sự kiện: Thánh Nicola là giám mục ở Myra vào thế kỷ thứ tư. Myra là một thành phố nằm trong Lycia, một tỉnh của Tiểu Á. Tuy nhiên, như nhiều vị thánh khác, chúng ta có thể biết được mối quan hệ giữa thánh nhân và Thiên Chúa qua sự ngưỡng mộ mà các Kitô hữu dành cho Ngài. Sự ngưỡng mộ được diễn tả qua các câu chuyện đầy màu sắc và thường được kể đi kể lại trong nhiều thế kỷ. Chuyện thần kỳ cho rằng Ngài đã làm cho ba em nhỏ bị ám sát sống lại sau khi bị ông chủ quán giết và cho vào thùng muối thịt. Có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất về Thánh Nicola là lòng bác ái của Ngài đối với một gia đình nghèo khổ mà ông bố không có của cải để cho ba cô con gái làm của hồi môn. Vì không muốn trông thấy họ phải lâm vào cảnh đi điếm, Thánh Nicola đã bí mật ném ba gói vàng qua cửa sổ nhà ông này vào ba trường hợp khác nhau để giúp các cô con gái ấy đi lấy chồng. Qua các thế kỷ, huyền thoại này trở thành thói quen tặng quà nhân ngày lễ kính thánh nhân. Trong thế giới nói tiếng Anh, Thánh Nicola trở thành Santa Claus, và người Việt thường gọi là ông già Noel. Ông già Noel ngày nay đã bị xã hội tục hóa quá nhiều, khiến lu mờ đi ý nghĩa chính yếu của câu chuyện. Nó là tấm gương quảng đại của vị giám mục thánh thiện này. Theo tương truyền thì Thánh Nicola sinh tại Patras, miền Lycia, Hy Lạp, thuộc gia đình danh giá. Ngay từ nhỏ, Ngài đã tập giữ chay những ngày thứ tư và thứ sáu trong tuần, và Ngài đã duy trì thói quen tốt đẹp ấy trong suốt cuộc đời. Sau khi cha mẹ qua đời, Ngài đã bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo khó và lên đường đi hành hương đất thánh. Sau đó, Chúa đã thúc giục Ngài đến thành Myra, nơi các giám mục đang hội họp, để chọn người kế vị đức giám mục thành này mới qua đời. Kết quả, mọi người đều đồng thanh chọn Nicola làm giám mục. Trong nhiệm vụ mới, Ngài càng để lộ nhiều nhân đức, nhất là đức khó nghèo và lòng nhân ái. Ngài hăng say rao giảng đức tin Kitô giáo, bất chấp sắc chỉ cấm đạo của hoàng đế Diocletiano và Maximiano. Vì thế, Ngài bị bắt và phải chịu nhiều cực hình
cho mãi tới khi vua Constantine lên trị vì, thì ngài mới được tha và trở về Myra. Trong những ngày cuối đời, ngài còn phải đương đầu với nhiều lạc giáo. Ngài đã đóng góp rất nhiều trong cộng đồng Nice, nhất là việc kết án tà thuyết Ario. Sau cộng đồng, ngài trở về và kết thúc cuộc sống thánh thiện tại thành Myra ngày 6 tháng 12 năm 326. Thánh tích của ngài được mang về Paris, miền Apulia, nước Ý, năm 1087, khi thành Myra rơi vào tay Hồi giáo vào thế kỷ thứ 11. Thánh Nicola là quan thầy xứ Loren và xứ Russia với thánh Andre, đấng bảo trợ các học sinh và các thủy thủ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.